cú sốc Serbia đoạt vé World Cup phút cuối, Tây Ban Nha và Croatia tiếp bước, những kịch tính khó lường đã đến ở không ít các bản đấu tại lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đêm qua và rạng sáng nay, 14 và 15, 11. Tình cảnh đối lập đã đến với đội tuyển Tây Ban Nha và người láng giềng Bồ Đào Nha trong nỗ lực giành vé đến Qatar. Đêm qua và rạng sáng nay, 14 và 15, 11, giờ Việt Nam, lượt trận cuối cùng ở các bảng A. B, H và Di tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đã khép lại với sự căng thẳng, kịch tính và không ít bất ngờ thú vị đúng với sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ. Ở trận đấu sớm tại bảng H, đội tuyển Nga chỉ cần một điểm trong chuyến làm khách đến sân Polyuk, Split, khi đối đầu đội chủ nhà Croatia là bảo vệ được ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào thẳng vòng bảng Cúp Thế giới năm sau ở Qatar, thế nhưng pha đá phản lưới nhà oan nghiệt của hậu vệ kỳ cựu Fio Curiaso ở phút 81 đã khiến những chú gấu Misa thua không 1 và bị chính Croatia chiếm ngôi nhất bản này. Luka Modric và đội tuyển Croatia cũng ẩm luôn suất vào thắng vòng chung kết World Cup 2022 từ tay chính đội tuyển Nga, bi kịch đánh mất lợi thế tự quyết cũng đã đến với đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo ở bảng A. Bước vào lượt trận cuối cùng, nhà vô địch Euro 2016 đang giữ ngôi đầu bảng này với cùng 17 điểm như đội tuyển Serbia nhưng có chỉ số phụ tốt hơn đối thủ. Tiền vệ Renato Sanchez còn sớm mở tỷ số cho Bồ Đào Nha ngay phút thứ hai, nhưng sau đó, Brazil của châu Âu đã thu ngược một, hai đầy cay đắng khi để Dusan Tadic và Alexandra Mitrovic lần lượt chọc thủng lưới ở các phút 33 và 90. Với cú sốc vừa diễn ra trạng sáng nay ở sân Gia Lu, Lisbon, đội tuyển Serbia đã vươn lên chiếm ngôi nhất bản A vòng loại World Cup. 2022 khu vực châu Âu với 20 điểm, nhiều hơn đội tuyển Bồ Đào Nha 3 điểm và đẩy thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos vào nguy cơ lỡ hẹn giải đấu lớn ở Qatar năm sau khi phải tham dự vòng play-off tranh vé vớt cuộc chiến giành suất duy nhất ở bảng B dự World Cup năm sau giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Thụy Điển trong màn so tài trực tiếp trạng sáng nay giữa họ ở Seville cũng đã ngã ngủ khi Alvaro Morata ghi bàn ở phút 86 để mang về thắng lợi một, không giúp, là Roja, bảo toàn ngôi đầu bảng cùng tấm vé đi tiếp, tại bảng Di. Đội tuyển Đức đã sớm có vé dự World Cup 2022 nhưng đại bàn sông Rinh vẫn đại thắng 4, một trên sân của Armenia để khẳng định sức mạnh vượt trội của mình. Như vậy, đêm qua và rạng sáng nay, chúng ta đã xác định được thêm 3 tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar thuộc về đội tuyển Serbia, bảng A, đội tuyển Tây Ban Nha, bảng B, và đội tuyển Croatia, bảng H. Các đội tuyển quốc gia khác cũng sẽ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm sau gồm chủ nhà Qatar, đội tuyển Đức, đội tuyển Đan Mạch, đội tuyển Brazil, đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ.